xin lỗi. Xin lỗi. Thì thôi nha. Ủa? Xem vô đây công tác xã hội mà không nói anh biết. Thì hôm qua em tính gọi cho anh rồi mà anh bận quá, suốt ngày nó trong phòng mổ không à. Cho nên... Mà như bệnh viện vậy á, sao như em chọn bệnh viện này? Nhớ anh chịu không nổi hả? Anh tự tin quá vậy. Chẳng qua là cái bệnh viện này gần nhà em thôi cho nên mới chọn bệnh viện này chứ bộ. À thì ra lấy cớ gần để được gần anh đúng không? Nói là bệnh viện gần nhà, được sẵn tiện mà ở gần anh luôn. Anh muốn nghĩ sao cũng được hết trơn kệ. Nói vậy thôi, sao? Công việc sao? Làm có mệt không? Mệt thì cũng mệt, nhưng mà gặp ông già kỳ cục lắm. Suốt ngày á hả, em phải lấy đồ ăn đồ uống cho ổng thì thôi cũng được đi, mà cứ gọi em là bà già của ổng hoài kỳ á, một mình cũng chết. Ừ, anh thấy cũng đúng chứ. Đúng gì? Tại ngay lần đầu tiên anh gặp em á, anh cũng nhớ bà ngoại anh nữa. Vậy là sao? Ý anh nói là mặt em già hả? Anh giỡn. Giỡn. Ồ, mà anh ăn gì là ăn trưa rồi hả? Ờ, thường là như vậy, nhiều khi cả buổi tối luôn á. Thôi, anh phải đi rồi. Nè, ăn đi. Thôi, không ăn đâu. Đi nha. Ừ. Ăn đi, khó lắm. Đúng rồi. Ừ. Đi nha. Đi. Làm việc mệt mà sao ăn cái này không, sao đủ chất trời. Anh, em gặp anh chút được không? Ờ, gặp chút xíu thì được. Gì vậy? Giờ trưa mà cũng không được nghỉ trưa nữa hả? Ờ, anh biết rồi. Vậy nha, lát gặp. Ừ. À quên, anh, tí nữa anh đừng ăn bánh mì sandwich nữa nha. Ủa sao vậy? Thì em nói vậy thì nghe đi, nhớ không? Anh nhớ rồi, vậy nha. Ừ, bye bye anh, chúc gặp. My, My, hãy giúp chị tí My. Mày nhìn tôi gì? My ơi, ra chị nhờ tí xíu nè. Dạ. Càng nghĩ càng bực mình luôn á. Ăn cái này cũng được mà. Sao ngon bằng cái em làm? Em đã cố tình em dậy thiệt là sớm, sắp xếp mới nấu cho anh á. Không sao đâu, thì tạm thời mình ăn cái này cũng được, có sao đâu. Ăn gì ngoài sao mà đủ chất chứ. Cái ông già đó thiệt tình luôn á. Lần trước đó cố tình sàm sỡ em đã bỏ qua một lần rồi. Lần này còn dám ăn đồ ăn của em làm cho anh nữa. Em thông cảm cho họ đi. Những bệnh nhân đó đều bị người nhà bỏ rơi. Nít khi nào thấy người nhà tới thăm họ lắm. Có lẽ là thiếu tình thương, rồi nhớ người thân nữa, cho nên mới làm như vậy. Nhớ người thân kiểu gì vậy? Suốt ngày cứ nhớ em là vợ của ổng không à, rồi dở ba cái trò đó. Chắc trong ký nhớ của ổng á, là chỉ có nhớ hình dáng người vợ lúc trẻ mà thôi. Với lại á, những người đó, não của họ bị lão hóa hết rồi. Rồi trong bây giờ, họ chỉ hình dung được ký ức của họ chỉ là người vợ quá cố mà thôi. Nó mới tưởng tượng ra, tưởng là vợ em là vợ của ổng. Mình tới là tôi vui rồi. Canh ngon không? Mà chắc không ngon bằng người xưa tôi nấu đúng không? Ngon. Nó đúng là cái mùi vị của ngày xưa rồi. Bây giờ mà tôi có chết tôi cũng mãn nguyện nữa bà ơi. Bậy không à. Ông phải sống với tôi đến 100 tuổi. Biết không?
rồi đó hả? Gì vậy? Sao bà sợ gì đó? Ủa sao cho nên anh chưa về nữa? Thì bây giờ anh về nè. Về hả? Vậy về đi. Nè. Gì? Sẽ quá trang chi vậy? Tại có công chuyện. Công nhận nha, em quá trang vậy nè. Mặc y chang như bà ngoại của anh luôn. Em ngoại quá. Ngoại ơi, ngoại vẽ răng đen nữa, ngoại ăn trầu, ngoại rất xứng với ông ngoại của con luôn á ngoại. Dạ vậy. Về. À, xin lỗi, được rồi, xin lỗi được chưa? Anh giỡn mà. Hôm nay mệt lắm đúng không? Bây giờ anh sẽ mời em đi ăn một bữa hoành tráng luôn, hơn bữa trưa nay luôn, chịu không? Đứng cái đợi nha. Ngoại để con chút. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu nè. Ủa? Sách của em hả? Em đọc hết đống này luôn hả? Em làm gì đọc hết đống này. Em đi mượn thôi, dùm cho bệnh nhân thôi. Xong rồi giờ em phải đi trả lại cái bên nè. Chuyện này chắc nặng lắm hả? Để em chút nha. Hả? Thôi, không sao đâu. Em buông vậy được mà. Coi chừng đổ nha. Gì vậy? Vậy về em chút nè. Đây là cái bàn của anh đó hả? Dạ anh sĩ ơi, cái giùm em này à. Ờ, đưa lại cho anh. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Được rồi. Em vẫn là cái bàn của anh. Đi thôi. Anh... Lời chào tạm biệt đó. Nhưng mà anh... Nói nhiều quá. Tôi đi nha. Đang xong tốt như bây giờ đó. Là giờ chào tạm biệt vậy luôn. Ờ... Say... Anh là người vậy luôn hả? Ông là... Biết... Tôi biết gì đâu. Thôi được rồi, đừng có buồn nữa. Anh thấy em tiếc tiền quá, cho nên anh cho em một cơ hội nè. Cơ hội gì? Bây giờ anh sẽ hỏi một câu hỏi. Nếu như em trả lời đúng, anh sẽ cho em 20 triệu. Gấp đôi luôn á. Thôi, không có thời gian giỡn với anh đâu. Anh đâu có giỡn đâu, chơi đi, chơi không? Không, chơi không được đâu. Bây giờ anh sẽ hỏi câu hỏi liên quan tới y học, được không? Thôi, anh hỏi y học được sao mà em trả lời được? Thì em trả lời được mới lấy 20 triệu chứ, tiền đâu mà dễ lấy vậy. Được không? Để anh hỏi câu hỏi nha. Em chỉ có 5 giây suy nghĩ trả lời thôi đó. Hiện giờ Việt Nam mình á đang gia tăng bệnh táo bón lên hàng ngày. Tỷ lệ tăng bệnh táo bón rất là cao. Vậy theo em, trong y học, tên tiếng Anh, bệnh táo bón gọi là gì? Em không có trả lời được. 5. Không biết. 4. 3. À, không, depression là tiếng Pháp hả? Vậy tiếng Anh là gì vậy? Hình như là cũng là constipation hay sao? À, constipation là tiếng Pháp, constipation. À, táo bón. Hai. Constipation. Đúng rồi, đúng không? Ai chịu nói gì? Thấy không? Là người táo bón ở trong y học, chuyên môn, người ta hay gọi là constipation, đúng không? Đọc lại coi. Constipation. Anh cho em cơ hội cuối nha. Đáp án em có thể thay đổi được nha. Thay đổi gì? Đúng rồi mà. Đọc lại đi nha. Rồi cuối nha. Đọc lại đi. Anh đúng rồi đúng không? Anh không nghĩ là em trả lời được đúng không? Đúng quá. Ai chục triệu với em đây. Giỡn mặt á, 20 triệu. Khoan, nghe tới. Chui cho anh chưa 20 triệu. Anh chơi 20 triệu đây. Vậy đó, cuối là gì? Constipation. Suy nghĩ lại đi. Ai hả? Em phải suy nghĩ lại. Anh cho em hỏi là làm trong y khoa đó có thầy chuyên môn mà gọi về cái bệnh táo bón. Constipation. Hai chục triệu của em. Được rồi, bình tĩnh đi, quá thích được rồi. Coi như là anh hiện tại thì anh không có tiền ở đây. Cái vấn đề 20 triệu đó. Anh trả được rồi.